Hi, xin chào tất cả mọi người. Thì hiện tại mình đang đến điểm câu lúc trước mình câu nha mọi người. Đây là tiếp tục mình đi câu cá nữa nha mọi người. Nước hôm nay nó cũng hơi chao chút xíu mọi người. Thì mình sẽ thả câu ở khu vực này để coi thử có cá không mọi người. Kiếm nồi canh chua buổi chiều mình ăn nha mọi người. Mọi người yêu quý mình thì cho mình một like, lượt đăng ký kênh nha mọi người, để mình có động lực làm những video câu cá tiếp theo cho mọi người cùng xem nữa nha mọi người. Chúc mọi người nhiều sức khỏe nha. Đỏ mang mọi người, lên em đỏ mang nè, con này con thứ hai à. Cái con đỏ mang kia mình chụp lên cũng cỡ này mà mình chưa kịp bấm quay mọi người. Đây con thứ hai nha mọi người. Hết mồi rồi, của em hết mồi rồi. Hải canh nó gì nhấp giật lúc đó là bây giờ bây giờ chú em nó không nhúc nhích luôn, đừng có nói nhúc nhích sao của anh nhúc nhích dữ vậy. Thử em không nhúc nhích không tính gì là nhịp độc ăn. Cá trắng nhỏ mọi người nè. Con nhỏ này mình thả nha mọi người, nhỏ quá. Chắc không mọi người. Lại trắng nữa mọi người. Hình như là cái con này bỏ xuống cho nó thu lại làm hình nền của anh đi sao vậy hả? Trắng này nhỏ nhỏ mọi người. Không thấy trắng lớn rồi, nãy giờ trắng nhỏ nhỏ đó. Khá là nhiều mọi người. Đây mọi người, cá trắng này nó cỡ này là hết cỡ mọi người à. Nên nhỏ không à, hết bồi nữa. Là nhỏ không mọi người? Cá này độ này lớn cỡ này hết đắt. Cá nhỏ nhỏ vậy hết đắt. Nó được to. Trắng
lên lên hàng trắng nhiều á mọi người. Đây đây mọi người giờ mình giật là mọi người à. Trắng nữa mọi người. Ẻo gì không mọi người. À, mọi người nhỏ gì không mình không lấy rồi mình thả nó giật cũng khá nhiều á, thả cá cỡ đó là khá nhiều mọi người. Cá trắng này, cá mè chứ mọi người, đây cá mè. Ở mình gọi cá mè. Đây mọi người. Đây. Đây mọi người nè, cá trắng khá to mọi người. Quá đã luôn. Lại em cá trắng nữa mọi người. Đây mọi người. Lấy nước nữa bị sảy nữa rồi.
Này cá mè chứ mọi người, đây cá mè. Ở đây mình gọi cá mè. Đây mọi người, đây. Xin chào tất cả mọi người. Thì nãy sớm giờ mình cũng ngồi câu khá là lâu á mọi người. Cá cũng ăn ngay cũng khá nhiều á mọi người, nhưng cá nhỏ hơi nhiều, đa số là cá nhỏ, cá nhỏ nhỏ hai ngón vậy nè, hai ngón tay khá là nhiều luôn mọi người. Cũng xảy cũng mấy con nữa mọi người. Thì ngồi câu cá ăn liên tục. Mùa này rất là nhảy luôn mọi người, mùa cá này rất là nhảy luôn. Thành quả của mình câu để trong bọc này nè mọi người. Bọc này à, được mấy con cá rồi. Ôi chết bự, chết cái bự vậy, chết cái bự vậy. Chết cái gì, cái nữ tuột ra con. Này mọi người, cá trắng này. Đấy, cá trắng nhỏ nhỏ gì không mọi người. Mình cũng thả hết mấy con rồi mọi người. Thì mọi người yêu quý mình thì cho mình một like nha. Một lượt đăng ký kênh nữa để mình có động lực mình làm những video về câu cá cho mọi người cùng xem nữa nha mọi người. Mình cũng chúc mọi người có nhiều sức khỏe. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu xem hết clip của mình. Mình chân thành cảm ơn mọi người. Giờ tạm biệt mọi người nha. Bye bye.